chia tay sân cỏ, cựu cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam Châu Thị Vang kết hôn với tiền đạo câu lạc bộ Hải Phòng. Tiền đạo Châu Thị Vang từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup nữ 2022 đã chính thức về chung một nhà với tiền đạo Phạm Trung Hiếu đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Cả hai đã có một thời gian dài tìm hiểu, sau đó mới tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, do cả hai cùng là cầu thủ nên chuyện tình cảm của cặp đôi này khá kín tiếng. Châu Thị Vang được xếp trong nhóm cầu thủ tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô chơi ở vị trí tiền đạo, từng chia sẻ rất thần tượng đàn chị Huỳnh Như Huấn. Mai Đức Chung từng nhắc đến Châu Thị Vang, một tiền đạo trẻ có thể hình và sức mạnh rất tốt. Tuy nhiên, sang năm 2023, Châu Thị Vang đã quyết định tạm gác lại công việc đá bóng để xây dựng gia đình. Người bạn đời của nữ tuyển thủ là Phạm Trung Hiếu, hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng. Trung Hiếu sinh năm 1998, là trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trong mùa giải 2022, khi câu lạc bộ Hải Phòng giành chức Á quân V-League, Châu Thị Vang đã đến chúc mừng bạn trai và đội bóng trong làng bóng đá. Châu Thị Vang và Trung Hiếu không phải cặp đôi đầu tiên vợ chồng cùng là cầu thủ. Trước đó, chuyện tình của nữ tuyển thủ Phạm Hoàng Quỳnh và cựu cầu thủ U23 Hồ Ngọc Thắng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.